Hi, xin chào các bạn. Sau khi mình đã chuyển tụi cá săn mồi xe lớn hơn qua hồ bên cạnh, thì cái hồ nhỏ nhỏ này này mình sẽ được sử dụng nuôi tụi cá săn mồi size nhỏ. Ngày hôm nay mình đã đi gom về được một ít cá săn mồi giá rẻ, gồm có một con ngân long, hai con hổ bạc và một con đằng hai do một người em của mình bán lại cho mình các bạn. Thế nên là giá khá là ok, rất là rẻ. Thì bốn con này mình mua thanh lý lại của em nó với giá là 200 ngàn. Đó, các bạn thấy. Thì con ngân long này size của nó cũng khá là lớn rồi. Size của nó hiện tại có thể đặt vào tầm 17-18 cm rồi các bạn. Đó. Còn hai con hổ bạc thì size của nó hiện tại đang rơi vào tầm gần 3 ngón tay. Còn con đằng hai thì còn khá là nhỏ, các bạn có thể thấy. Thì em nó bán lại cho mình để em nó ôn thi các bạn, em nó không có thời gian nuôi, thế nên mình đang thiếu cá thì mình mua lại mình nuôi luôn. Đó. Thì chắc hẳn nói về ngân long thì rất là nhiều bạn có thể biết về con ngân long rồi. Còn con cá hổ bạc thì chắc hẳn là không không nhiều người biết về loài cá này. Thì cá hổ bạc rất là phổ biến ở vùng sông Mê Công, ở đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Thế nên ở đây người ta bán cá này rất là rẻ. Giá của nó size nhỏ chỉ có 20 ngàn một con thôi. Còn size bự có thể lên tới 40 ngàn một con. Rất là rẻ. Đó. Thì cái loài cá hổ bạc này ở trong này người ta gọi là cá hường vện các bạn. Ở sông có rất là nhiều. Bạn nào đi câu thì cũng có thể là câu được con cá hường vện này. Đấy. Thì nói về cái con cá hổ bạc thì trước mình có nuôi hai con cá hổ bạc size nhỏ rất là lâu rồi. Các bạn xem clip của mình thì các bạn có thể thấy hai con size nhỏ xíu mà mình mua ngày xưa với giá là 20 ngàn một con. Thì nói về tập tính của cá hổ bạc thì nó cũng khá là hiền các bạn, nó không có dữ, rất là hiền. Chỉ có tội là nó có một cái đặc tính là nó sẽ bảo vệ cái lãnh thổ của nó thôi. Nghĩa là khi con cá nào mà lâu lâu mà chui vào cái chỗ nó đang đang bơi á thì nó lâu lâu nó ra nó cắn nhẹ cái, chứ nào nó không cắn nhiều các bạn, nó chỉ cắn nhẹ thôi. Thế nên là chúng ta rất là dễ để có thể nuôi chung cá hổ bạc với những con cá săn mồi khác. Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Đó. Thì cá hổ bạc Việt Nam thì các bạn có thể thấy là nó có hai cái đốm đốm đen ở sau đuôi, các bạn có thể thấy hai chấm đen ở sau đuôi. Cái đặc điểm phân biệt là màu nó bạc và có hai chấm đen. Ngoài ra thì nó còn có trên người có tới 5 cái sọc các bạn. 5 cái sọc và hai chấm đen, màu thì hơi bạc. Thì tụi này có thể ăn được những cái loại thức ăn mà chúng ta bỏ vào trong hồ cá săn mồi, ví dụ như là thức ăn đông lạnh, dế, sâu thì tụi nó đều ăn rất là ok các bạn. Và cũng khá là dễ nuôi, không có yêu cầu là nước quá sạch đâu. Trước mình nuôi mình thấy nó khá là dễ nuôi đấy. Thì hai con này hiện tại nó lớn rồi, thế nên là mình thấy nó khá là khỏe. Khá là khỏe, to bằng con kim sơn luôn rồi các bạn. Mình để ý là thấy tụi nó rất là nhanh nha, rất là nhanh. Rất là lanh luôn. Đó. Tụi này có cái đầu nhọn khá là nhọn các bạn, cái đầu nó nhọn ghê á, rất là nhọn. Thì nó mới đầu mua về thì nó hơi nhát các bạn, nó hay chui vào những cái ngóc ngách để nó trốn. Và cái tụi cá hổ này nó cực kỳ thích cái chỗ có dòng nước chảy, đặc biệt là cái chỗ đầu ra của máy bơm, các bạn thấy không? Nó rất là thích khu này. Nó thường bơi vào trong khu này. Đó. Thì người ta hay nói là cá rồng mà nuôi với cá hổ là phong thủy, còn mình ở đây nuôi hai con, hai loại là rẻ nhất. Cá rồng là ngân long, còn cá hổ là hổ bạc.
À, tương lai nếu chung mà mình đi làm mình có tiền thì mình có thể sắm những con cá xịn xò hơn, xịn xò hơn như là kim long Úc chẳng hạn, hoặc là cá hồi Indo chẳng hạn, cá hồi lõi chẳng hạn. Chúng ta sẽ nâng cấp từ từ, còn hiện tại chúng ta sẽ nuôi những cái loài cá khá là rẻ, còn khá là rẻ thôi đấy. Còn trên này là một em nàng hai cũng khá là cưng. Thì con nàng hai này nó cũng khá là dữ các bạn. Loài cá nàng hai nó rất là dữ. Tuy nhiên do hiện tại kích thước của nó còn còn rất là nhỏ. Các bạn thấy không? Còn rất là nhỏ, thế nên là nó không có cái gì nguy hiểm tới con cá long cũng như tụi cá hổ của mình. Nhưng mà chúng ta cũng phải quan sát thêm các bạn. Tại vì lần trước con cá long của mình bị tai tượng cắn thì mình rất là sợ rồi. Có lẽ là hôm nay đợt này mình sẽ quan sát kỹ hơn các hành vi của tụi cá thì chúng ta mới ghép chung vào được. Chúng ta quan sát kỹ. Đó. Thì em cá long này cũng cũng khá là bạo các bạn. Mới mua về thì nó không có nhát người cho lắm. Đó. À, có lẽ tương lai thì cái hồ này mình sẽ nuôi thêm cửu sừng size nhỏ nữa. Cửu sừng. À, chốt hồ này là chúng ta sẽ nuôi thêm cửu sừng. Còn cái hồ size lớn thì có lẽ mình sẽ nuôi hồng vĩ nữa là thôi. Tại vì nhiều cá quá thì lọc không nổi các bạn. Đó. Thì mình thả cho con ngân long của mình một ít dế rồi, không biết nó có ăn không. À, các bạn thấy không? Bờ rất là đẹp. Bờ này khá là đẹp luôn. Đúng bài luôn các bạn. Thì hôm sau mình sẽ cho các bạn xem tụi cá hổ này nó ăn tôm như thế nào. Đó. Em ngân bơi rất là đẹp các bạn, em ngân bơi rất là thư thái luôn. Rồi, thì ngày hôm nay mình vừa giới thiệu cho các bạn xem những con cá săn mồi mới của mình trong cái hồ mới này. Thì ngày hôm sau mình sẽ cho các bạn xem tụi nó ăn mồi như thế nào. Thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Và trong kênh Xuân Cường Vlog thì thời gian tới mình sẽ đi câu khá là nhiều. Sẽ có những clip đi câu mình nghĩ là sẽ là mới kênh của mình. Thì nếu các bạn thích, các bạn có thể qua ủng hộ kênh Xuân Cường Vlog để xem cái cảnh mình đi câu cũng như quá trình mình đi câu. Hôm qua mình mới đi câu về được hai con cá trê các bạn, hai con cá trê. Mình đang nuôi một con với trong hồ của con cá phát tài, còn con cá tra hôm bữa mình câu về thì đã vào nồi các bạn. Phần đầu phần đuôi thì dùng để nấu canh chua, nấu lẩu, còn phần thân dùng để kho với khóm, ăn rất là ngon các bạn. Thịt cá tra xong ăn rất là chắc và rất là ngon. Rồi thì video hôm nay của mình kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.